tất cả gia đình chúng ta phải thật là hạnh phúc bên nhau. Và cuối tuần nào cũng sẽ có những bữa tiệc như thế này. Nói, các anh đi đâu giờ này mới về? Đi làm. Con Tina nó đi chụp hình xong rồi đi ngủ với thằng với bạn già luôn. Chồng nó hay quýnh con nhỏ lên bờ xuống ruộng luôn kìa. Em đi đâu vậy? Em đi ăn rau. Cái phòng cái vậy? Dạ, B6 phòng 9. B6 phòng 9 đó là cái thằng của thầy. Ừ, nó vậy mà. Tối hôm qua rất là mãnh liệt. Em thích lắm. Chồng ai nói xử? Em về đây, tôi sẽ đánh chết anh. Tôi mà làm ba, tôi sẽ ám anh suốt đời. Em không hiểu tại sao anh lại đối xử với em như vậy. Hóa ra đó giờ em chưa bao giờ tin tưởng anh. Anh xin em cho anh làm thêm một chuyện gì em. Mày đừng quên mục đích của anh em tụi mình. Dắt mấy bà vợ ra đây là để sửa sai lỗi lầm nha. Nhưng mà tao lỡ hẹn hai em xin tư cho tao bay rồi. Bây giờ nếu không đi phải gọi quỷ kèo người ta. Ê, đi, đi chứ. Làm vậy tội người ta chết. Mấy ông ấy lừa cho ông tóc ngủ. Đi về gái. Có phải hai mày mới tầm tề với vợ tao đúng không? Lúc mày ngủ với vợ của tao á, mày có nghĩ tới tình huống này chưa? Thôi anh đi, thôi bằng anh đi, chạy đi. Gì vậy? Chưa thì người ta hôn bao giờ hả? Mẹ, thích đàn ông à?